Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 12, vụ hỏa hoạn đe dọa khu dân cư tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được khống chế hoàn toàn nhờ sự hỗ trợ của hệ thống chữa cháy showroom Hyundai Đắk Lắk ở đối diện. Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày tại một căn nhà bán tạp hóa trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, đối diện với showroom Hyundai Đắk Lắk. Khoảng 5 phút sau, đám lửa từ phía sau cửa hàng tạp hóa cháy lan bao trùm toàn bộ cửa hàng này và cháy sang hai căn bán quán ăn bên cạnh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, hơn 100 cán bộ nhân viên của showroom Hyundai Đắk Lắk đã được huy động sử dụng hệ thống phòng cháy chữa cháy của đơn vị sang ứng cứu. Khi đang làm việc thì bên phía đối diện có phát lửa thì mình cũng đã huy động thông báo cho toàn thể là hơn 100 nhân viên tại Hyundai Đắk Lắk dừng công tác làm việc và tập trung chữa cháy. Theo ông cũng đã triển khai kéo ống cả cái hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà sang là kịp thời chữa cháy. Rất may là cũng đã khống chế được ngọn lửa, đốt cháy lây lan toàn bộ khu vực các cái nhà xung quanh. Thì tôi nghĩ là cái việc này thì nó là trách nhiệm chung của toàn xã hội cũng như là của Hyundai Đắk Lắk. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với nhân viên của showroom Hyundai Đắk Lắk tiếp tục chữa cháy. Chỉ ít phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ cửa hàng tạp hóa trên bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai quán ăn bên cạnh bị cháy một phần. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.